sao nó không kéo cái máy chắc lên đi vậy? Chỗ đó là chỗ mới cài lại không á, là diễn xoáy nó nản quyết mà. Chưa chi vô đó ngồi chứ hả? Nghe chân đất đổ chỗ này nè, quay đăng lên mạng cho người ta coi chơi mà. Chưa, chỗ chưa đều nữa. Chưa, không, không có bơm luôn để cho nó nắng dục luôn. Không, nắng lại đỡ rồi. Lấy cọc chưa? Lấy cọc chưa? Lấy sớm hả? Đất vườn thì chỗ rồi. Mày má, mấy bả cái gì nè? Mấy bả? Con mới đó. Hả? Ai giết của bả mà? Chạy con chung. Nó có con chung gì à? Vậy sao kéo lên chạy?
đất này có chuột bò gì không trời? Như cái đìa luôn. Mấy anh xanh táp này xích nhỏ rồi. Nó lên chân 70 lên. Thank you.